Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Great Game Mobile của mình. Và ở bên server Việt Nam thì chính thức là đã gọi là chuyển sang một cái tuần mới theo gọi là theo cái lịch trình các event anh em ạ. Và cũng bắt đầu vào cái tuần sinh nhật 1 năm ra con game kho báu truyền thuyết bên server Việt Nam. Thì ngày hôm nay thì anh em sẽ cùng mình xem check các cái event của bên server Việt Nam và những cái điểm mới nhá. Đầu tiên thì một cái quan trọng nhất đó chính là em tướng là Kaido, Tứ Hoàng Kaido thì đã được đưa vào chiêu mộ như ý. Và đây thì anh em có thể thấy là như vậy là Big Mom thì đã mặc định là được đưa vào chiêu mộ như ý rồi. Đối với các con tướng UR khác thì thường thường là một con tướng sẽ đưa vào trong cái chiêu mộ như ý này nó khoảng 4 đến 5 tuần thì sẽ đổi con tướng mới. Ví dụ như em tướng Kaido này thì hiện nay cái tuần này là cái tuần đầu tiên em tướng Kaido đưa vào trong chiêu mộ như ý, thì có thể là sang tuần thứ hai thì Kaido nó sẽ không cho vào như ý và sang tuần thứ ba thì lại tiếp tục Kaido, tức là nó sẽ duy trì khoảng 4 đến 5 tuần. Đấy là theo cái kinh nghiệm mà chơi ở bên server Trung Quốc rồi bên server nước ngoài của mình thì là như vậy. Đấy, còn không biết là bên server Việt Nam thì nó có tiến hành vậy không, nhưng mà ví dụ tuần này anh em có thể chiêu mộ như ý đến Kaido và anh em có thể tích vé các tuần khác và 1-2 tuần nữa nó sẽ lại ra Kaido ở trong cái chiêu mộ như ý này. Thì đấy là cái điểm đầu tiên là cập nhật như vậy. Và ở đây thì nếu đúng ra thì như em tướng Edward Weevil và em tướng Jeffy là sau khi đưa hai em tướng này vào trong chiêu mộ như ý thì đồng thời cái dương cập nhật tướng UR này nó sẽ update luôn cả em tướng Kaido vào. Nhưng tuy nhiên là đối với server Việt Nam thì đợt này thì lại không cập nhật em tướng Kaido vào trong cái dương tự chọn tướng UR này. Đấy, như vậy là hiện nay cái dương UR này chỉ có 4 em tướng là Big Mom, Zoroenma, Jeffy và Edward Review thì giống bên server Âu. Nhưng tuy nhiên là các cái con tướng và các cái chế độ thì lại giống bên server chung. Nên cái này thì mình cũng không biết là tới 1-2 tuần nữa thì bên server Việt Nam có cho vào hay không. Nhưng hiện nay là đang hơi khác một chút. Thôi thì mỗi một bản thì nó sẽ có một cái đặc trưng riêng anh em ạ. Mình cũng không thể bắt buộc là bên server Việt Nam là phải theo hoàn toàn bên server chung được. Nếu mà như thế thì nó lộ hết cả tất cả mọi cái ý tưởng rồi các cái kế hoạch của nhà phát hành Gosu được. Đấy. Và mình tưởng là mới đầu thì mình tưởng là ở trong cái dương này nó không cập nhật. Đấy, đợt này nó thay đổi là mình chiêu mộ trước rồi, mình mua trước rồi nó không cập nhật thì nó vẫn cập nhật ở trong cái shop. Đây, trong cái shop liên server PVV thế giới này. Nhưng tuy nhiên là khi vào check ở đây thì đúng thực tế là nó vẫn chưa cập nhật em tướng Kaido đây và có thể sẽ không cập nhật. Đấy, cái này thì không biết được anh em nhá. Nên cái này thì cũng phải chờ gọi là chờ tâm lý của nhà phát hành đã. Và thứ hai là đây, bây giờ sẽ cùng vào check các sự kiện. Thì đầu tiên anh em có thể nhìn thấy ở đây là cái chế độ là chiêu mộ hạn giờ là em tướng là Wano Kuzan. Đấy, thì Wano Kuzan đưa vào chiêu mộ hạn giờ. Nhưng hiện nay thì anh em có thể nhìn thấy bảng xếp hạng của cái cụm sau của mình thì khá là ít người chơi chiêu mộ em tướng Wano Kuzan này. Và tiếp theo nữa, bây giờ sẽ cùng vào check ở đây, ở ngay màn hình đây, là một cái event kỷ niệm 1 năm mừng sinh nhật, cái event đốt pháo hoa này. Thì thực tế là đối với cái event đốt pháo hoa này thì nó quá là đơn giản và quá là bình thường luôn anh em ạ. Bởi vì bình thường một vài tuần, gọi là 1-2 tháng thì xoay vòng các event thì cũng có thể nó đưa ra cái event đốt pháo hoa, chứ cũng không cần thiết là phải 1 năm mới ra cái này. Và đối với cái event đốt pháo hoa này thì quà cáp thì nó cũng rất là bình thường luôn. Đây, đầu tiên là đối với cái quà vui vẻ thì anh em không nạp. Đấy, anh em free thì anh em sẽ tự chọn là được, anh em được 66 kim cương và anh em sẽ lựa chọn các cái phần thưởng. Ở đây thì mình sử dụng là lấy hai cái bột xem bói và 75 cái hồn biển, hồn đá biển này. Đấy, còn lại tiếp theo là đối với cái event sổ số may mắn thì khi anh em hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ, anh em sẽ có một dãy số 5 con số, sau đó là đến thời gian là 23 giờ nếu mình nhớ không nhầm là 23 giờ tối là nó sẽ tiến hành là chọn ra con số may mắn. Nếu anh em may mắn lọt vào được đặc biệt hạng 1, hạng 2, hạng 3 thì anh em sẽ có phần thưởng như này. Còn nếu mà anh em không được vào hạng đặc biệt hạng 1, hạng 2 thì tất cả những người chơi tham gia hoàn thành đủ 5 cái nhiệm vụ này để anh em lấy được cái dãy số may mắn thì anh em đều được 388 kim cương. Nên cái này nó rất là bình thường thôi, coi như là gần như là một ngày anh em đăng nhập anh em nhận được 388 kim cương. Còn nếu may mắn thì anh em nhận được những cái phần quà nó cao hơn. Một điểm tiếp theo nữa đó là cái lễ hội đốt pháo hoa này. Thì thực tế là cái đốt pháo hoa này thì phần quà thì anh em không thể kiếm được ở đâu ngoài cái pháo hoa ấy. Anh em ngoài anh em chỉ có là đây, phần thưởng treo máy thì anh em nhận được pháo hoa. Và khi anh em bật khiêu chiến nhanh này, đây thì anh em sẽ nhận được, ví dụ một lần khiêu chiến nhanh anh em sẽ nhận được 6 cái pháo hoa này. Đấy, thì anh em sẽ căn cứ vào đó. Và khi mà anh em có pháo hoa thì anh em sẽ tiến hành đốt pháo hoa. Đây, ví dụ mình đốt 65 pháo hoa nhé, một lúc luôn, thì anh em sẽ có nhận được kim cương này, nhận được mảnh tướng 5 sao này, rồi
túi tiền thưởng, rồi túi kinh nghiệm này, gỗ này, vé quay, rồi đá run, các thể loại. Đấy, tóm lại nói chung là cũng bình thường thôi. Nếu như để sinh nhật một năm mà cái event có một event này thôi thì rất là bình thường ở trong game luôn anh em ạ. Không có sự kiện gọi là sưu tập các cái ví dụ như ví dụ sưu tập pháo hoa, thế sau đó là đổi tướng hoặc là đổi các trang bị thì có khi lại còn hay hơn. Đây, bây giờ trong các sự kiện nhé. Đầu tiên là sự kiện là khiêu chiến tinh anh đối với em tướng là Wano Kuzan. Thì ở đây thì trong các phần quà thì mình thấy là có phần quà Katakuri là khá là ngon cho những cái server mới, server về sau, sau 7 ngày. Đấy, còn lại là đối với 300 cái su hải tặc này mà đổi được em tướng là 50 mảnh của tướng Kuzan này thì vẫn không ăn thua. Mình thì mình sẽ đổi cái vé này. Đấy, còn anh em nào nạp thêm được thì anh em đổi lên cái thủy tinh để thức tỉnh kỹ năng FP này thì hay. Hoặc là anh em có thể đổi những cái đá chuyển FP. Nói chung anh em thiếu gì anh em chuyển. Nên là cái này nó chỉ là một cái event bình thường thôi, chứ không phải là event chào đón cái ngày gọi là sinh nhật 1 năm của con game này cả. Cái này nó là cái event bình thường. Tiếp theo, cái event đại hải trình này cũng thế. Cái đại hải trình này nó là một cái gọi là sự kiện theo tuần. Đấy, xoay vòng hết cái này thì đến cái khác. Tiếp theo, quà khiêu chiến thì đây là phần quà nạp rồi, vẫn thế rồi. Tiếp, tẩy luyện cũng thế này, run mua trực tiếp cũng thế này, quà chiêu mộ đồng đội cũng toàn là nạp, tích lũy nạp ngày cũng thế, rồi sưu tập tem cũng vậy này. Tiếp theo là tinh luyện mua, tất cả đều là quà nạp. Và đây, quà đăng nhập thì cũng như các cái ngày bình thường khác. Đây, chỉ khác là ngày 1, anh em nhận được một cái khung avatar là vĩnh viễn, là mừng sinh nhật tròn 1 năm. Đấy, như vậy là nếu mà tròn sinh nhật 1 năm các event ở trong con game này thì hiện nay mình chưa thấy có cái event nào nó quá đặc sắc. Đấy, ví dụ như là chiêu mộ pháo hoa xong rồi đổi ra, gọi là đổi ra cái mảnh tướng, ví dụ đây, đổi ra mảnh tướng Sabo chẳng hạn, ví dụ nó yêu cầu thế. Và nhà phát hành hoàn toàn có thể là giới hạn và khống chế cái số lượng pháo hoa rơi, ví dụ như là 500 pháo hoa đó mà đổi được một con tướng Sabo, nhưng có thể hoàn toàn có thể khống chế là với cái số lượng pháo hoa là người chơi tối đa cũng chỉ được khoảng 450 chẳng hạn. Sau đó là sẽ câu kéo thêm là 50 pháo hoa nữa là bằng cái cách nạp. Đấy, nạp có thể nạp 50.000 hay nạp 70.000 hay nạp 20.000 để lấy 50 pháo hoa đó, đổi được một con tướng UR thì mình nghĩ là sẽ là hút máu hơn rất là nhiều là so với là hiện nay đang làm như này. Và có thể là đổi mảnh tứ hoàng tinh anh hoặc là các cái con tướng tinh anh hoặc những con tướng cần, ví dụ như là các server mới thì rất cần là Wano Zoro này, Wano Luffy này, hoặc Katakuri này hoặc các con tướng khác thì hoàn toàn có thể là đưa vào các cái chương trình là đổi pháo hoa hoặc đổi những cái đạo cụ khác kết hợp kim cương rồi kết hợp nạp thêm một chút để hút máu được. Chứ bình thường như này mà sinh nhật 1 năm ở trong con game này mà có mỗi cái anh em thấy có mỗi cái mừng sinh nhật, mà cái mừng sinh nhật thật ra là cái đốt pháo hoa này thì nó rất là bình thường luôn anh em ạ. Nó gần như là một event xoay vòng ở các cái phiên bản là cách khoảng cứ 2 tháng đến 3 tháng nó lại xoay vòng một lần cái event này. Thì như vậy là mình thấy là hiện nay chưa có gì đặc sắc ở trong cái mừng sinh nhật này cả. Còn sự kiện trên web thì không biết sẽ như nào, nhưng cơ bản sự kiện trên web thì nó chỉ có cái phần quà chung dành cho anh em. Đấy, còn lại là vẫn phải nạp tiền. Đấy, rất là nhiều tiền thì mới có thể được những cái phần quà ngon được. Còn đối với anh em nông dân và dân cày thì khá là hạn chế. Thì đấy là đối với các cái mới gọi là trong cái tuần chào mừng sinh nhật 1 năm của con game kho báu truyền thuyết thì mình thấy là nó cũng chưa có gì là đặc sắc cả. Rồi, hôm nay thì nhân sự kiện này em tướng Kaido đã đưa vào trong chiêu mộ như ý thì mình ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành chiêu mộ và đưa em Kaido này về. Thực tế là con ác này hiện nay VIP 10 rồi, là của bác cá kho, bác ấy dành tặng cho mình, và mình đang cày ở server 242 thì lực chiến hiện nay là 2.960.000. Và nếu như em mình thay em tướng Crocus này bằng em tướng Marco thì cũng lên được 3.020.000, nhưng thật ra là mình không thay bởi vì mình có tanh rồi. Và đây, bây giờ thì mình sẽ lấy em tướng Kaido. Kaido là em tướng đầu tiên, hiện nay mình chưa có em tướng Kaido nha anh em nhé. Đấy, thì mình sẽ chiêu mộ 10 lần. Đấy, như vậy là mình đã kiếm được một em tướng Kaido ở đây rồi. Đấy, như vậy là con tướng Kaido đầu tiên và mình đang còn là 53.000 kim cương thì mình sẽ tiếp tục mình chiêu mộ nốt 96 lần nữa để lấy một em tướng Kaido. Như vậy là xong tuần này thì mình sẽ có một em tướng Kaido nữa, là hai em tướng Kaido, là sẽ lên được 8 sao nha anh em nhé. Đấy, thì mình sẽ up để lên 6 sao và up lên 8 sao. Thì như vậy là đúng ra là nếu như ở trong cái dương UR này mà cho em tướng Kaido vào thì là sẽ đủ 9 sao đấy. Nhưng mà lại không có em tướng Kaido nên thôi là đành phải tiếp tục lại phải chờ tiếp trong các cái tuần tiếp theo của chiêu mộ như ý thôi. Và bây giờ thì đã có một em tướng Kaido rồi, thì đưa em tướng Kaido vào trong cái chiến đội này thôi. Những em nào mà chưa biết cái chế độ chiến đội này mà nhiều anh em cũng hỏi mới chơi là tại sao lại có thể lên được level trên 280, 281, 282 thì điều đầu tiên anh em cần là phải có 5 con tướng 11 sao và up được full level là 280. Thế sau đó là anh em tích
cái điểm kinh nghiệm và tích cái Belly để anh em nâng và anh em đưa các con tướng còn lại vào trong cái chiến đội nhé. Thì anh em mới có thể nâng được cái tướng của team anh em lên được level trên 280 nhé. Thì đây, hiện nay là Kaido đây, Kaido 5 sao. Và bây giờ sẽ cùng đi test một chút xem là cái em Kaido 5 sao này có đánh đấm ra cái gì không nhá. Chắc là cũng không ăn thua gì đâu anh em ạ. Rồi đây, bây giờ thì mình sẽ đổi cái đội hình một chút. Đây là mình sẽ cho em tướng Zorian này. Đấy, bỏ mấy em tướng sát thương chủ lực ra. Đấy, cho em tướng Kaido vào. Đấy, như vậy thì team này thì lại nhiều. Đấy quá anh em ạ, nhiều đam quá. Cho em tướng Zephy vào đi. Đấy, bây giờ lực chiến như vậy là 2.280.000. 2.280.000 thì cũng ngang ngang mấy bạn ở trong server mình rồi. Mình sẽ vào mình test thử xem em tướng Kaido có sống được tí nào không nhá anh em nhá. Đây, bây giờ sẽ test với một bạn là lực chiến là 2 triệu. Team bạn ấy thì full 5 con tướng 11 sao. Đấy, với Zoro, Luffy, Rayleigh, Mihawk và kết hợp Fujitora. Và hiện nay anh em có thể thấy là con tướng Big Mom của mình thì trong team là đang tốc độ là cao nhất trong 5 con. Và vừa rồi với cái kỹ năng 1 của nó đã có thể gây đấy, khiêu khích cho em tướng Mihawk và em tướng Wano Zoro. Như vậy hai con tướng này là chỉ sử dụng kỹ năng đánh thường thôi, rất là ok luôn. Đấy, vừa rồi Sabo 7 sao của mình đã đập đi mất một em Mihawk của team bạn ý rồi. Đấy, Big Mom của mình là con tướng là với tốc độ cao nhất. Hiện nay trong team của mình thì có 5 con tướng thì 4 con hiện nay là đang mang tốc độ ít nhất là level 3 anh em ạ. Đấy, còn lại có 3 con level 4, một con level 3, còn có em tướng Crocus là ít hơn thôi. Rồi như vậy là ulti của Zoran này tiếp tục này. Nói chung là trong cái turn đầu tiên mà có thể gây được khiêu khích đối với em tướng Wano Zoro và Mihawk của bạn ấy đã là một cái lợi hơn rất là nhiều đối với mình rồi. Bao nhiêu đây? Như vậy là ulti của Kaido 5 sao là 263.000 anh em ạ. Úi xà. Rồi như vậy là lại tiếp tục là Wano Zoro bạn ấy đi rồi. Đấy, với cái tốc độ của em tướng Big Mom và gọi là em tướng Zoran của mình có chất lượng hơn một chút thì là đã giành chiến thắng được bạn ấy rồi. Bây giờ mình sẽ check với bạn hình như top 2 của server mình, bạn chân thật. Hiện nay là lực chiến là 2.111.000 và đội hình này Zoro, Luffy, Kata, Rayleigh và kết hợp là Ivankov nhá. Sẽ check thử xem là có ăn được không nhá. Xem Kaido thế nào anh em ạ. Đấy, như vậy là đội hình này của mình là cũng được một team là full. Đấy, full các cái con tướng thuộc dòng UR rồi anh em ạ. Tuy nhiên là cái số lượng sao thì rất là thấp luôn. Rồi Sabo 512.000 sát thương này. Đấy, Zephy búp công đấy anh em ạ. Ok này, đấy 272.000 sát thương đến từ vị trí của Kaido 5 sao anh em ạ. Nói chung là Kaido thì cũng phải up lên đến tầm 9-10 sao thì đưa vào team đánh nó mới khá là ok được anh em ạ. Chứ còn 5 sao thì nó chưa mở các cái khóa các cái kỹ năng. Đấy, các kỹ năng thì của nó chỉ là level 1 thôi. Thì cái lượng sát thương rồi các cái hiệu ứng thì nó sẽ rất là thấp. Cấm hồi sinh này. Như vậy là cái đòn ulti của Rayleigh thì sẽ có phần trăm là cấm hồi sinh anh em ạ. Và rồi ok, như vậy là Kaido của mình đi rồi. Và anh em có thể thấy là đúng ra thì nếu như con tướng Kaido của mình ấy thì nó vừa rồi nó phải có cái nội tại của em tướng là Zephy là bất tử, nhưng mà như vậy thì vừa rồi là bị dính cái đòn ulti của em tướng Rayleigh là nó cấm hồi sinh anh em ạ. Nó cấm hồi sinh nên như vậy là vừa rồi là Kaido của mình là chết luôn, chứ không là nó sẽ được gọi là bất tử một turn trước khi nó sử dụng cái kỹ năng của nó anh em ạ. Và hiện nay bây giờ thì sẽ còn 4 đấu 4. Team của bạn ấy thì úi giời đi rồi, úi Sabo của mình một phát đi 3 em luôn. Katakuri này rồi Wano Zoro rồi Wano Luffy là đi luôn anh em ạ. Rất ok luôn. Sabo là một em tướng chơi cũng tương đối là hay luôn anh em ạ. Và khi anh em nhớ là nếu chơi Sabo thì anh em để ý cái nội tại level 4 của con tướng Sabo nha anh em nhé. Cái nội tại cái kỹ năng 4 ấy là khi mà sử dụng em tướng Sabo ấy thì là phải sở hữu ba trong các cái hệ anh em ạ. Đấy, thì anh em ở trong team ấy sẽ có 3 trong 4 hệ thường. Thì lúc đó là anh em mới phát huy được tối đa của nó. Đây mình sẽ check cho anh em xem này. Đây em tướng Sabo này. Đây nhá, trong cái nội tại kỹ năng này. Đây, khi bắt đầu mỗi lượt này, xóa mọi hiệu quả xấu của một đơn vị Feta này. Tiếp theo này,
bắt đầu chiến đấu nếu phe ta đồng thời tồn tại 3 thế lực bất kỳ khác nhau trong Tứ Hoàng Thất Vũ Hải Hải Tặc Hải Quân, tức là phải có 3 trong 4 cái này, thì sẽ tăng cho toàn thể team là 20% miễn sát thương này và 10% tỷ lệ kháng bạo này. Đấy, tức là phải có 3 trong 4 cái hệ đó. Thì anh em nhớ là chơi Sabo thì anh em để ý cái đó nhá, thì nó sẽ tăng miễn sát thương này, tức là tăng cái giảm sát thương này và tăng cái tỷ lệ kháng bạo kích. Đấy, này như vậy là tăng cho toàn thể team. Thì nếu anh em chơi Sabo thì anh em nhớ phải để ý cái hệ đó để kích được cái này. Cái quan trọng nhất của các con tướng truyền kỳ là nó có cái nội tại này nhá anh em nhá. Đấy, thì đấy là những cái điểm mới ngày hôm nay lấy được em tướng Kaido. Thế còn lại đối với cái giải PVV đấu trường thế giới thì hiện nay con ác này bên server 242 của mình thì cũng vượt qua được vòng 164, vòng 132 và bây giờ đến vòng 116 thì chắc chắn là thua rồi. Với bạn Khải Ba Chân này thì nếu mình nhớ không nhầm là bạn ấy mùa trước là bạn ấy đạt top 2 thì phải, bạn ấy gặp bạn Insama và bạn ấy đạt top 2 và mình này đã bị xếp chung luôn cái cụm cái bảng với bạn ý. Và đây anh em có thể thấy là thực chiến team chính team 2 và team chính của mình và kể cả team 1 trên ngân bình ít nhiều thì mình chắc chắn là mình sẽ dừng bước ở cái vòng 116 này thôi. Như vậy là 116 thì 20 được có 20.000 xu mỏ neo thôi anh em ạ. Đấy thì là sẽ kết thúc ở đấy. Thì ở video sau thì mình sẽ gửi tới anh em hai cái trận đánh của con ác này ở vòng 164 và vòng 132 nhá anh em nhá. Rồi, xin chào anh em nhá.